Nói về công cụ dụng cụ thì thương hiệu Gewa cũng khá nổi tiếng rồi. Có một thời các sản phẩm đến từ thương hiệu này làm mưa làm gió trên thị trường. Và hôm nay hãy cùng Beta tìm hiểu xem là thương hiệu này có xuất xứ từ đâu và các sản phẩm có tốt không nhé. Gewa là thương hiệu số 1 tại Mỹ rất nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất công cụ dụng cụ. Mỗi sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ mới, thiết kế linh hoạt. Chính vì vậy máy khá bền đẹp và an toàn trong quá trình sử dụng. Một trong số những sản phẩm mạnh nhất của thương hiệu này chính là máy khoan pin. Hôm nay Beta mang đến cho các anh em 4 mã máy khoan pin đến từ thương hiệu Gewa: DCD710D2, DCD791M2, DCD785D2, DCD778D2 để cùng so sánh và đánh giá nhé. Đầu tiên khi nhắc đến Gewa, người dùng không thể không ấn tượng bởi thiết kế bắt mắt và màu sắc nổi bật. Máy khoan pin Gewa thiết kế đẹp, chắc chắn và rất tiện dụng. Nếu như ở những máy khoan pin thông thường khác thì người dùng phải chờ đợi một khoảng thời gian để sạc pin mới có thể sử dụng tiếp được. Nhưng với các sản phẩm đến thương hiệu Gewa thì các bạn không cần phải lo lắng vấn đề này. Mỗi máy khoan pin đến thương hiệu Gewa đều được trang bị 2 pin sạc và 1 cục sạc để bạn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Máy của Gewa còn hoạt động rất bền bỉ và mạnh mẽ, chắc hẳn là những anh em nào đã từng dùng sản phẩm đến từ thương hiệu này thì đều cũng đều biết. Tuy nhiên thì các sản phẩm đến từ thương hiệu này có một nhược điểm đó là có giá thành khá cao. Tất cả các sản phẩm máy khoan pin tại đây thì đều có giá hơn 2 triệu đồng tại Beta.vn ở thời điểm hiện tại. Cả 4 sản phẩm máy khoan pin này hoạt động với 2 tốc độ để bạn lựa chọn. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa 4 sản phẩm nằm ở điện thế pin, dung lượng pin và tốc độ không tải. Trong đó mã 710 hoạt động với tốc độ không tải từ 0 đến 400 hoặc là 1500 vòng trên phút với điện thế pin là 10,8V, dung lượng là 2Ah. Đối với mã 791 hoạt động với tốc độ không tải từ 0 đến 550 hoặc là 0 đến 2000 vòng trên phút, điện thế pin là 18V và dung lượng là 4Ah. Đối với mã 778 hoạt động với tốc độ không tải từ 0 đến 1750 vòng trên phút, điện thế pin là 18V và dung lượng là 2Ah. Cuối cùng là đối với mã 785 hoạt động với tốc độ không tải từ 0 đến 2000 vòng trên phút, điện thế pin là 18V và dung lượng là 2Ah. Và bây giờ Beta sẽ test thử tốc độ của 4 máy khoan pin này cho các bạn xem nhé. Like, subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.